Nó là Astellas đúng không em? Astellas. Năm 2020, nhân loại tiếp tục đối diện với tình hình COVID-19 lan rộng. Việt Nam cũng không ngoại lệ với hai làn sóng COVID thứ hai và thứ ba, ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm dược phẩm. Vượt qua thử thách, Astellas đã về đích năm. Astellas đã về đích năm FI20 là sao em? Với những thành tích FQ20 ha, ok. Astellas đã về đích năm FY20 với những thành tích. Doanh số được ghi nhận 522,8 tỷ tỷ đồng ha. Doanh số được ghi nhận 522,8 tỷ đồng, tương ứng với 22,4 triệu đô, đạt 103%, tăng trưởng ấn tượng với tốc độ 32,5%. Các sản phẩm của Astellas đã và đang đem lại lợi ích cho 5.000 bệnh nhân ghép tạng, 10.000 bệnh nhân bị hội chứng bàng quang tăng hoạt, 12.000 bệnh nhân bị triệu chứng đường tiểu dưới em. 12.000 bệnh nhân bị triệu chứng đường tiểu dưới do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, 100 bệnh nhân nhiễm nấm xâm lấn. Năm FY20 ghép tạng tiếp tục là mũi nhọn tiếp tục là mũi nhọn với ưu tiên đàm phán giá thành công, đảm bảo nguồn cung ứng thuốc chất lượng cao cho tất cả bệnh nhân ghép. Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác đàm phán giá, tháng 9 năm 2020, Project Team chính thức được thành lập và triển khai các nhánh hoạt động đồng bộ với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban. Nhấn mạnh thông điệp về thuốc có khoảng trị liệu hẹp trong tất cả các hội nghị, các buổi họp khoa học, tổ chức thành công hội thảo chuyên gia về Advagrap đúng không em? Ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia đầu ngành, tổ chức chuỗi hội thảo ghép thận trực tuyến với 12 chủ đề bao quát tất cả các khía cạnh trong quản lý bệnh nhân ghép thận, tương tác trực tiếp với 6 điểm cầu là các trung tâm ghép lớn nhất cả nước. Xin lỗi em, để thầy tắt máy điện thoại. Ok. Tương tác trực tiếp với 6 điểm cầu là các trung tâm ghép lớn nhất cả nước, thu hút sự quan tâm tham dự và chia sẻ của các chuyên gia đầu ngành và 250 bác sĩ, dược sĩ tham gia mỗi buổi. Và 250 bác sĩ, dược sĩ tham dự mỗi buổi. Thông qua các buổi hội nghị về kinh tế y tế để truyền tải thông điệp về lợi ích kinh tế xã hội của ghép tạng so với lọc máu, tầm quan trọng của tacrolimus do bệnh nhân ghép tạng đến các chuyên gia về kinh tế y tế, các nhà hoạch định chính sách và thực thi chính sách thanh toán bảo hiểm y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện nghiên cứu đánh giá kinh tế y tế so sánh giữa ghép thận và lọc máu, cũng như các so sánh hiệu quả chi phí giữa các thuốc ức chế miễn dịch sau ghép, tham gia tài trợ quá trình cập nhật hướng dẫn quy trình kỹ thuật ghép tạng của Cục Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế, xây dựng cơ số RORAP và EDVARAP 2 năm hoạt động, 2 năm đạt 1.000 tỷ. 2 năm đạt 1.000 tỷ, tăng trưởng 30% so với doanh số 2 năm 2019-2020. Đây là minh chứng cho sự hợp tác của tất cả các bộ phận với mục tiêu chung đem đến giá trị cho bệnh nhân và cộng đồng y khoa Việt Nam. Từ thực tế, Việt Nam có trên 100.000 bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn tính, Từ thực tế, Việt Nam có trên 100.000 bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối, nhưng đến năm 2020, chỉ có 5.255 bệnh nhân được ghép thận. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân được ghép thận từ người hiến chết não chỉ chiếm 4%. Thực trạng này tiềm ẩn rủi ro của việc mua bán tạng trong khi mỗi năm có đến 10.000 người tử vong vì tai nạn giao thông, nhưng hầu như không có trường hợp hiến tạng. Vì vậy, Astellas quyết tâm xây dựng và thực hiện dự án mang tên
Domino nhằm tăng số ca ghép ở Việt Nam và thúc đẩy phát triển bền vững ngành ghép tạng, qua đó giúp nhiều bệnh nhân được ghép tạng hơn. Nhóm dự án đã có vô số thảo luận nội bộ và tư vấn với các chuyên gia để xác định các mục tiêu cần tập trung. Một trong những ưu tiên trọng yếu là thúc đẩy sửa đổi các chính sách và luật hiến ghép mô, bộ phận cơ thể người. Hiện tại, Astellas đã đồng hành cùng Bộ Y tế trong 3 hội thảo chuyên đề và được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Ngày 10 tháng 11 năm 2020, hội thảo đánh giá vướng mắc bất cập của pháp luật về hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác. Ngày 9 tháng 3 năm 2020, hội thảo về cơ chế tài chính trong lấy ghép mô bộ phận cơ thể người. Và ngày 22 tháng 3 năm 2020, hội thảo về tăng cường nguồn hiến mô bộ phận cơ thể người. Tại hội thảo, Astellas đã vinh dự mời giáo sư Chiketan. Rồi, tiếp theo là Giám đốc Trung tâm Ghép tạng Quốc gia Singapore chia sẻ nhiều thông tin về các hoạt động và sáng kiến của Singapore để tăng nguồn hiến tăng mô tạng. Dự kiến năm 2020, Bộ Y tế sẽ trình Quốc hội về luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Luật sửa đổi dự kiến ban hành năm 2024, kỳ vọng trở thành kỳ vọng mở hành lang thông thoáng giúp ngành ghép tạng kỳ vọng mở hành lang thông thoáng giúp ngành ghép tạng có bước phát triển mới hiệu quả hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh ghép tạng, năm 2020 cũng chứng kiến sự ra mắt thành công của hai sản phẩm mới là Misamin và Standi. Là Micamin và Standi. Extendi em. Là Micamin và Extendi vào tháng 5 của FY20. Vào tháng 5 của FY20, những lô thuốc Micamin đầu tiên được tiếp cận đến bệnh nhân nhiễm nấm xâm lấn. Chắc hẳn các bạn vẫn nhớ về bệnh nhân 91 trong giai đoạn COVID-19 tại Việt Nam. Chắc hẳn các bạn vẫn nhớ về bệnh nhân 91 trong đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Đây là một trong những bệnh nhân đầu tiên đã được điều trị với Micamin và có sự hồi phục tốt. Câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho Astellas quyết tâm hơn nữa đưa Micamin đến tay bác sĩ và bệnh nhân Việt Nam. Vậy nên, dù trải qua một năm dịch bệnh đầy biến động, những tưởng các hội nghị về Micamin sẽ không thể diễn ra. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và cố gắng hết mình của các anh chị... Phil Ford, Marketing và Medical Affairs chứ. Và Medical Affairs tận dụng những khoảng thời gian an toàn và thuận tiện nhất, các hội nghị Satellite. Ok. Ok thôi. Rồi, internal. Các hội nghị internal cloud sponsorship, satellite meeting, advisory, bro. Expert meeting, okay. Expert meeting cuối cùng cũng được tổ chức thành công với kết quả vượt cả mong đợi. Nỗ lực này đã giúp cho 100 bệnh nhân có cơ hội sử dụng sản phẩm Micamin đúng không? Nỗ lực này đã giúp cho 100 bệnh nhân có cơ hội sử dụng sản phẩm Micamin và nhận được hiệu quả tốt từ sản phẩm. Bắt dấu.
Nỗ lực này đã giúp cho 100 bệnh nhân có cơ hội sử dụng sản phẩm Micamine và nhận được hiệu quả tốt từ sản phẩm. Cùng với Micamine Study đã Istanbul. Cùng với Micamine, Istanbul cũng là một sản phẩm chiến lược của tập đoàn. Để chuẩn bị cho việc tung sản phẩm ra thị trường, bộ phận y khoa đã có những hoạt động đầu tiên cách đây hơn một năm với 4 buổi đào tạo y khoa liên tục và một hội thảo ban cố vấn vào năm 2019. Đến ngày 26 tháng 6 năm 2020, sản phẩm Istanbul chính thức được Cục Quản lý Dược. Sản phẩm Istanbul chính thức được Cục Quản lý Dược chấp thuận cho việc nhập khẩu và lưu hành trên thị trường Việt Nam. Chỉ định đầu tiên của Istanbul được phê duyệt là điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn kháng các tinh hoàn di căn ở nam giới trưởng thành sau thất bại với liệu pháp. Sau thất bại với liệu pháp triệt tiêu androgen. Sau thất bại với liệu pháp triệt tiêu androgen ở bệnh nhân chưa hóa trị trong hoặc sau hóa trị trong hoặc sau hóa trị chứa docetaxel. Sau khi được phê duyệt, bộ phận y khoa và marketing đã tiến hành training cho đội ngũ về những kiến thức y khoa và kiến thức sản phẩm vào tháng 11 năm 2021. Trời ơi, câu cuối đuối thôi. Sau khi được phê duyệt, bộ phận y khoa và marketing đã tiến hành training cho đội ngũ Field Force về những kiến thức y khoa và kiến thức sản phẩm vào tháng 11 năm 2021. Sau hơn 6 tháng chuẩn bị, đơn hàng đầu tiên của Standy Istanbul. Đơn hàng đầu tiên của Istanbul đã có mặt ở Việt Nam vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. Cũng trong tháng 3 này, tất cả các hoạt động tiếp thị của Istanbul đã có thể chính thức bắt đầu. Hai buổi hội thảo ban cố vấn do bộ phận marketing thực hiện tại Hồ Chí Minh và Hà Nội là những hoạt động đầu tiên đánh dấu khởi đầu của nhiều hoạt động đa dạng và hiệu quả trong thời gian sắp tới. Sau bao ngày mong đợi, ngày 1 tháng 4 năm 2021, Istanbul chính thức có thể bán cho các bệnh viện và nhà thuốc. Ngày 5 tháng 4 năm 2021 là một ngày vô cùng đặc biệt của sản phẩm Istanbul. Đây là ngày bệnh nhân Việt Nam đầu tiên được tiếp cận sản phẩm Istanbul một cách chính thống và được hưởng những lợi ích mà sản phẩm mang lại. Và chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi Symposium Blockchain của sản phẩm Istanbul trong thời gian tới. Bước đến năm FY21 với thông điệp đàm phán thành công, đồng lòng phát triển, tập thể Astellas luôn làm việc và phấn đấu theo những phương châm sau. Tại Astellas, chúng ta tin rằng không gì quan trọng hơn việc tuyển dụng và phát triển con người là tài sản quý giá nhất. Chính con người quyết định thành bại của tổ chức, không phải chiến lược. Đúng vậy, không phải chiến lược hay kế hoạch mà là con người quyết định tương lai của công ty. Mỗi cá nhân trong chúng ta đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Điều quan trọng là chúng ta không ngừng nỗ lực để phát triển bản thân, trở nên khác biệt và tạo ra lợi thế cạnh tranh của riêng mình. Như Albert Einstein đã từng nói, định nghĩa của sự điên rồ là lặp đi lặp lại cùng một việc nhưng trông đợi những kết quả khác nhau. Để nhận được nhiều hơn, hãy cố gắng làm nhiều hơn và làm khác biệt. Đó không chỉ là tiền bạc mà còn là kỹ năng và kinh nghiệm. Bạn tài năng chưa đủ, bạn còn cần phải là mảnh ghép phù hợp trong tổ chức. Thành công của công ty không phải đến từ một cá nhân xuất sắc mà là sự đồng lòng, gắn kết và hợp tác của toàn bộ đội ngũ nhân viên. Tinh thần đồng đội tốt sẽ thúc đẩy những kết quả đáng kinh ngạc như chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện. Sự cố gắng nỗ lực đó của chúng ta luôn nhằm mục tiêu mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.
Đó là hành trình không ngừng nghỉ để mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt trên các phương tiện cá nhân hóa. Xin lỗi, có sao? Ok. Đó là hành trình không ngừng nghỉ để mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt trên các phương tiện cá nhân hóa và tương tác đa kênh. Chiến lược công ty luôn tập trung vào những cải tiến và công nghệ then chốt, cho phép công ty đáp ứng nhu cầu y tế cấp thiết và tiếp cận chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Nỗ lực tạo ra giá trị và thay đổi tương lai là một trong những mục tiêu xuyên suốt của chúng ta. Cùng với những cải tiến đó, tạo điều kiện cho bệnh nhân sớm tiếp cận các loại thuốc mới luôn là ưu tiên hàng đầu của công ty trong hành trình chăm sóc sức khỏe mọi người. Đó là cam kết của chúng ta với cộng đồng. Ok. Đồng hành cùng những cố gắng ở tuyến đầu, chúng ta sẽ tinh gọn và đơn giản hóa các khía cạnh của hoạt động để nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Với sức mạnh của sự đoàn kết, chúng ta phải làm được và chắc chắn sẽ làm được. Và xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động, xin lỗi em. Và xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động, chúng ta luôn phải giữ sự chính trực của mình. Phương thức chúng ta hoạt động cũng quan trọng như kết quả chúng ta đạt được. Chúng ta có thể mất hàng năm trời em. Chúng ta có thể mất hàng năm trời để tạo nên danh tiếng, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc để hủy hoại nó. Hợp tác trên tinh thần đồng đội, xây dựng văn hóa phản hồi, phản biện tích cực và tôn trọng sự khác biệt, khiến từng người và tất cả chúng ta trở thành phiên bản tốt nhất có thể của chính mình. Hãy bắt đầu từ hôm nay. Cảm ơn các bạn vì là một phần không thể tách rời của One Estella. Estella xem. Ok. Collaboration. Customer. Excellent. Teamwork. Ok. Collaboration. Customer. Excellent. Teamwork. Integrity. People development. Involvement, innovation, innovation, early access chứ, early access, effective simplification, effective simplification. Cảm ơn các bạn vì là một phần không thể tách rời của One Astralis.